Man United vừa trải qua một tuần nhiều cảm xúc khi họ thất bại cay đắng trước Newcastle nhưng lại có được chiến thắng kịch tính ở loạt đấu bù trước Brentford. Dù chật vật nhưng thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đang có được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Man United sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà ở vòng 30. Thời điểm này Everton đang ở thế chân tường. Họ mới chỉ có được 27 điểm sau 29 vòng, xếp thứ 16 nhưng bằng điểm với vị trí xuống hạng của Bournemouth. Sự xuất hiện của tân huấn luyện viên trưởng Son Dikhe mang đến làn gió mới cho đội bóng thành phố cảng. Tuy nhiên, ông Dikhe không phải phù thủy có phép thuật để biến một tập thể rệu rã thành cỗ máy chiến thắng. Man United đón chào sự trở lại của Eriksen, nhưng 4 trận gần nhất với kết quả 3 trận hòa và 1 chiến thắng vẫn là thành tích tốt với đội bóng ở điểm đáy về phong độ như Everton. Trong chuyến làm khách tại Old Trafford tối nay, họ không có được sự phục vụ của tiền vệ Dusua. Đây không phải mối lo thực sự với huấn luyện viên Son Dikhe. Điều ông cần nhất ở các học trò giờ đây là cải thiện khâu dứt điểm. Họ sút 15 lần ở trận đấu với Tottenham nhưng bàn thắng đến ở phút cuối và người lập công lại là trung vệ Kane. Bên kia chiến tuyến, màn trình diễn của Man United khó có thể mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Thiếu vắng Casemiro vì án treo giò khiến tuyến tiền vệ của Quỷ Đỏ trở nên kém cỏi. Huấn luyện viên Erik ten Hag phải kéo Bruno Fernandes chơi thấp như một tiền vệ phòng ngự để có thể tổ chức lối chơi cho Man United. Quyết định mạo hiểm này mang đến hiệu quả cho ông Erik ten Hag nhưng cũng đi kèm rủi ro từ những đường truyền phiêu lưu của Bruno. Vị trí của Luxor sẽ khiến hàng thủ Man United mỏng manh hơn. Hậu vệ người Anh gặp chấn thương trong cuộc đọ sức với Brentford. Mất cầu thủ sinh năm 1995, Man United ít nhiều gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà. Nỗi lo của nhà cầm quân người Hà Lan vơi đi đáng kể khi ông đón chào sự trở lại của Eriksen. Ngôi sao người Đan Mạch trở lại sớm hơn dự kiến và được xác nhận sẽ ra sân tối nay. Có Eriksen, khả năng kiểm soát bóng của Man United sẽ tăng lên đáng kể. Làm tốt nhiệm vụ này và tận dụng cơ hội mình có được, Man United có nhiều cơ hội giành chiến thắng trước Everton. Cựu tiền đạo Andy Cole không hài lòng với màn trình diễn của ngôi sao đắt giá Anthony trong trận thắng Brentford. Giả sử tôi là một tiền đạo cắm và Anthony chơi ở cánh phải, tôi sẽ phát điên vì chẳng bao giờ nhận được đường truyền từ cái chân yếu ớt của cậu ta, Andy Cole nói. Khi chạy vào vùng cấm, tôi cũng sẽ chẳng mong đợi gì từ Anthony. Cậu ta sẽ luôn truyền về bằng chân trái. Bóng đá đã phát triển và các cầu thủ chạy cánh cần phải chơi đa dạng hơn, cựu tiền đạo Quỷ Đỏ nhấn mạnh. Từ lâu, Anthony đã nổi tiếng là cầu thủ thuận một chân. Khi cựu sao Ajax có bóng, người hâm mộ có thể dễ dàng đoán trước được tình huống tiếp theo. Bản hợp đồng 100 triệu euro thường xuyên truyền về hoặc di chuyển cắt vào trung lộ, sau đó tung cú dứt điểm bằng chân thuận. Thời gian gần đây, huấn luyện viên Erik ten Hag đã cố gắng khắc phục điểm yếu của Anthony bằng cách hoán đổi vị trí của cầu thủ này với Marcus Rashford. Chỉ ở cánh phải, Anthony có thể thực hiện những quả tạt một cách thoải mái. Trước đó, Paul Scholes cũng lên tiếng chỉ trích Anthony là gã hề. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil cũng đáp lại sau khi lập công vào lưới Everton hồi tháng 10 năm 2022. Đó cũng là lần gần nhất cựu sao Ajax ghi bàn cho đội bóng chủ quản tại Premier League.